Xin được xin chào tất cả các bác. Hôm nay là những cái ngày đầu của giãn cách xã hội tại Hà Nội. Dịch bệnh đang cũng rất là căng thẳng, thì anh em cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm sao chúng ta duy trì hoạt động thường ngày và cũng đảm bảo được cái niềm đam mê của mình. Hôm nay nhà mình đang đóng gói cái cám gửi cho anh em đây. Anh em shipper đang tới lấy hàng. Đấy, cám vẫn gửi bình thường, mang tận nhà cho anh em toàn quốc. Đây là anh em đang đóng gói cái đơn hàng ngày hôm nay gửi cho anh em. Nhà mình vẫn đang tiếp tục đóng gói cái sản phẩm cám họa mi chích chòe chào màu và cu gáy gửi cho anh em. Đây là địa chỉ của cám chim đất Việt, thì các bạn cứ theo đúng cái số điện thoại này đặt hàng giúp mình nhé. Đấy, đang quay trực tiếp tại nhà đây. Đấy. Ví dụ một số anh em đặt hàng ngày hôm nay, ví dụ anh em đặt cám chòe ở thành phố Hồ Chí Minh 4 đến 5 ngày là tới lấy mấy ký đây. Như thế này. Đấy, anh em cám chòe của Khánh Nha Trang, Khánh Hòa đây cũng vậy. Cám mi của anh em Hà Nội này. Đấy. Anh em Long An này, các tỉnh luôn nhá. Đấy. Anh em cám chòe, cám chào màu, vân vân. Phía bên này thì nhà mình vẫn đang đóng gói nốt cái mẻ cám chào màu các bạn. Đây, cám chào màu. Đây là cái hạt cám chào màu này các bạn. Nhà mình chuyên 4 cái dòng sản phẩm mi, chè, màu và cu gáy. Đấy. Liên hệ đúng số điện thoại. Và đã đồng giá nhau là 200 ngàn 1kg. Miễn phí ship tận nhà. 1kg này sẽ được 4 gói như thế này. Đó là 1 gói này là 250g đấy. 1 cân này sẽ được 4 gói. Đấy. Địa chỉ và số điện thoại của nhà mình ở đây. Sáng ngày hôm nay đây. Số anh em của Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và ủng hộ cám chim đất Việt. À, một lần nữa xin chúc anh em có một cái sức khỏe để chúng ta đảm bảo cho cái hoạt động thường ngày, và cũng như là duy trì được cái đam mê trong những cái ngày dịch này, và cố gắng thực hiện theo những cái chỉ thị của chống dịch của Bộ Y tế cũng như là của chúng ta, của chính phủ. Các sản phẩm vẫn được đảm bảo đấy, an toàn, đang đưa vào hút chân không đấy. Đang đang vận chuyển đi. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục đóng gói tiếp cái sản phẩm cám chào màu. Cảm ơn tất cả các anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ cám chim đất Việt. Xin chào tất cả các bác. Gọi trực tiếp vào số điện thoại Zoom mình.